Thì như là mọi người đã đọc tiêu đề thì server CN hay là server China vừa nấu được một cái combo giúp cho Chang Li có thể trở thành main DPS thay vì là sub DPS, mặc dù cái role của Chang Li nó kiểu như là main và sub DPS kiểu nó sẽ là quick swap nhiều hơn á, mặc dù cái main đúng của Chang Li là main DPS ha. Nhưng mà cái đam thẳng để main DPS của Chang Li thường là không lớn lắm và yêu cầu phải có một con DPS thứ hai ở trong team thì nó sẽ làm giảm bớt một slot buff á. Nhưng mà trong cái lần này á thì chúng ta sẽ dùng Chang Li làm main DPS. Mình thấy nó cũng khá là hiệu quả, nhưng mà cái combo này nó khá là khó để mà học, thì mọi người cần phải combo một cách chuẩn xác. Thì hiện tại thì mình vừa nhìn video các thứ mình làm thôi, cho nên là nó chắc chắn nó chưa chuẩn xác đâu. Thì mọi người có thể nghiên cứu cái combo này thêm để mà tìm ra được cái combo chủ gọi là hợp lý nhất cho mọi người ha. Nhưng mà trước khi vào video thì mọi người hãy like, subscribe và ấn vào nút chuông để có thêm những cái content kiểu như thế này. Và mọi người có thể ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video nha. Bây giờ vào video thôi, chúng ta sẽ test ở cái tầng của con quái này ha, cho nó dễ. Thì mình sẽ nói của nguyên tắc của cái việc mà chơi cái team này luôn. Thì nó sẽ đơn giản, rất là đơn giản, nhưng mà nó yêu cầu quick swap rất là nhiều luôn, cực kỳ nhiều quick swap à. Chúng ta một cái bất ngờ đó chính là cái con mà chúng ta sẽ chơi đó chính là con Giang Giang. Mà hiện tại Giang Giang các bạn mình đang sử dụng thì nó đang sử dụng cho Kakaro ở một tầng rồi, để mình phá cái này nó cũng 30 sao rồi, giờ chúng chả quan tâm nữa, phá cũng được. Ok, thì chúng ta sẽ test thử ha. Mình giờ đây là lần đầu tiên mình test cái combo này luôn á, cho nên là mình sẽ còn hơi lỏ, nhưng mà mình sẽ chỉ cho mọi người cái nguyên tắc của cái combo quick swap Chang Li với lại Giang Giang ha. Ok, thì như mọi người biết á nè, thì khi mà mọi người đổi nhân vật á thì cái nhân vật nó sẽ đánh một cái đòn nè, mọi người thấy không, mình không có bấm gì hết này đó, tay phải mình đang nè, nhưng mà khi mọi người đổi nhân vật á thì là cái nhân vật này nó sẽ đánh một đòn ngay lập tức. Cho nên á là chúng ta có một cái combo là chúng ta tích cái vô cái trạng thái mà incarnation của Chang Li, sau chúng ta swap qua một nhân vật khác. Sau khi đó chúng ta swap lại Chang Li thì lúc đó Chang Li sẽ ở trong trạng thái incarnation luôn. Nó sẽ kiểu giống vậy nè. Thì mọi người combo các thứ mọi thứ như bình thường đi ha. Rồi nếu mà mọi người có gì mọi người xả hết cái đó à. Rồi đó. Qua Chang Li này rồi xong rồi qua này, đó. Đó thì mọi người có thể thấy là Chang Li sẽ có một điểm gì thì mọi người quay lại thì nó đó. Đó mọi người có thể thấy ha. Nếu mà Chang Li á đang gọi là đang dùng E xong các thứ á, vô cái trạng thái incarnation rồi á, thì khi mọi người swap lại thì các thanh concerto energy của Chang Li nó sẽ được đầy thêm một bậc ha. Đó. Thì nó sẽ lợi dụng cái chuyện đó để mà mọi người có thể quick swap cái con Chang Li một cách nhanh nhất có thể. Thì giờ mình sẽ cố gắng thử cái combo mà hoàn chỉnh của cái con Chang Li ở combo đầu. Thì sau đó cái combo, những combo sau thì nó sẽ quick swap qua, quick swap lại, quick swap qua, quick swap lại thôi. Mình vừa nói kiểu quick swap nhưng mà nói nhanh quá nó bị sai à. Ok, thì bây giờ mình thử ha, mọi người có thể nhìn thêm. 1 hour later.
Thì mặc dù chưa có hoàn hảo lắm nhưng mà mọi người cũng thấy được sơ sơ cái cách combo của cái team này rồi. Thì nó chủ yếu nó dựa vào việc việc như mình đã nói hồi nãy, thì cái này, cái chiêu này nè, cái này của con Chan Li là sau khi mọi người dùng xong nó sẽ đưa mọi người vô incarnation này đúng không? Không mà lúc này mọi người không cần phải đánh thường. À mọi người vừa dùng xong nè, đó. Xong rồi, mọi người có thể đổi qua. Và dựa vào cái này, dựa vào việc mọi người sẽ đổi hai nhân vật liên tục ha. Ví dụ giờ mình đang ở dân gian này, đúng không? À, giờ mình đổi qua Chan Li này, đổi qua... Từ, bị lộn tí. Đó, mọi người đổi qua Chan Li một cái xong mọi người đổi liền qua Verena này, lúc này cả 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 Chan Li cũng sẽ vẫn nhận được cái incarnation. À, giờ mình thử lại nha. Đó mình đang ở ở ở dân gian nè. Đó mình vừa đổi qua xong mình đổi liền qua Verena thì Chan Li nó vẫn nhận được một incarnation này. Và nhờ cái kit của Chan Li á thì nó chúng ta có sẽ có những cái điểm quick swap như sau. Thì một á đó chính là ở cái trọng kích mà forte của Chan Li thì chúng ta có thể quick swap qua nhân vật khác. Sau đó thì cái thứ hai á là ở sau cái đoạn thứ ba, ngay cái đoạn thứ ba của cái con Rider thì mọi người có thể quick swap ngay đó. Thì đó mọi người cũng có thể, nói chung là rất nhiều cái chỗ để quick swap ha. Giờ mình thử nè. Đó như mình nói ha. Từ từ từ. Từ. Mình bị lỗi rồi, lỗi xíu, lỗi xíu, lại 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 lại. Cái nút escape của mình bị lỗi mọi người. Cái lúc escape mình lỗi bấm 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 đè spam luôn cũng không có bấm được, ảo điên ảo khùng. Ok vậy nè, thì đó thì như nếu mà mọi người đó đổi liền nè, sau đó mọi người dùng ulti của Verena luôn, sau đó đổi lại này, đổi ulti lên cả e cái, sau đó mọi người ulti nè. Thật ra là cái combo đúng của Chan Li nó ngay, nếu mà mọi người đang chơi cái tháp này á thì nó sẽ là mọi người e quy cái này xong mọi người qua mọi người r liền phát cái này xong mọi người qua qua đây mọi người e cái này lấy incarnation, sau đó mọi người ulti một cái để mà có đủ forte, cái xong mọi người trọng kích thì mọi người swap liền qua Verena đúng không, xong cái mọi người qua đánh thường dân gian cái mọi người chuyển qua liền lại Verena được Chan Li, sau đó chuyển lại Verena. Sau đó qua lại Chan Li, mọi người e lên cái để lấy incarnation, sau đó qua Raider cái để mọi người đợi đợt thứ ba mọi người swap đó đổi liền cái lấy một cái con Phoenix một cái, xong mọi người có thể chơi, nói chung là combo nó sẽ vậy. Và mọi người chú ý là mọi người sẽ đợi cái combo để lấy cái con, ý nó là nó sẽ combo kiểu kiểu vậy ha mọi người. Thì kit của Chan Li thì mọi người biết rồi, thì nếu mà mọi người đang có forte thì mọi người không nên dùng ulti, mọi người nên đánh lại. Nãy mình chưa có quen dùng Chan Li lắm cho nên là mình nó bị hụt combo cái thứ còn nhiều ha. Nhưng mà nếu mà mọi người làm quen với cái team này á thì Chan Li sẽ có được cái lượng đầu ra sát thương của bản thân cao nhất so với lại những cái team khác. Và nếu mà mọi người gọi là thuần thục cái kiểu mà swap hai người này và mọi người thuần thục cái kiểu swap của Chan Li thì lý do mà nhưng mà lý do mà mọi người gọi là những ông mà server China á, sử dụng Giang Giang á, nó chính là một là Giang Giang cực kỳ không cần swap nhiều luôn. Mọi người gọi là chủ yếu mọi người có thể dùng Giang Giang để mà mọi người swap kiểu kiểu này được. Cái thứ hai á là Giang Giang cũng thực sự không cần đứng sân, mọi người chỉ EQ cái là coi như là xong Giang Giang rồi ha. Mọi người cầm cái set này nè để mà mọi người có thể buff thêm cho Chan Li. Cộng với việc cái con này nó cũng thật sự là mọi người cũng không có cần cái thời gian lên sân, mọi người bấm một cái là coi như là mọi người có thể swap qua Chan Li rồi. Thêm một cái nữa là cái con này nó có một cái outro, nó chính là cái outro có thể sạc năng lượng cho Chan Li. Thì mà mọi người biết, nếu mà mọi người chơi Chan Li thì mọi người cũng biết được cái độ cần năng lượng của Chan Li như thế nào rồi á. Lý do mà những ông ở server CN mỗi ông sử dụng dân gian là như vậy. Thì cho nên là nếu mà mọi người thực sự sim sim chị Chan Li á và mọi người gọi là muốn tối ưu cái sức mạnh của chị Chan Li thay vì là mọi người muốn bỏ chị ấy vô một team mà sẽ giúp cho những cả gọi là duo DPS hay giúp cho những người khác tỏa sáng á, ví dụ như mọi người bỏ team Encore này, bỏ Encore với lại Chan Li nè, hay là mọi người bỏ Jinxi với lại Chan Li nè, hay là mọi người bỏ mấy con khác như Jinxia rồi các thứ á, thì nếu mọi người thực sự sim chị Chan Li và muốn chị Chan Li tỏa sáng thì mọi người sẽ nên sử dụng team này ha. Đó, tuy là hồi nãy mình combo còn chưa hiệu quả cho lắm, với lại con Giang Giang này nó mới level 50 thôi. Cái acc này acc bạn mình có build chăng, có như là có build Giang Giang nhưng mà chưa có build gọi là quá 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 cao level. Nhưng mà vậy là vừa đủ chúng ta test được rồi. Đó, và nói chung là cái combo như vậy thôi. Mình cũng thấy cái này khá là hay nên là mình muốn cho mọi người xem. Nếu mà mọi người thích thì mọi người có thể like, subscribe cái video này để mà mai mốt bọn mình có những cái combo nào mới thì bọn mình sẽ giới thiệu cho mọi người ha.
Và mọi người hãy nhớ ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả video nha. Cảm ơn mọi người đã coi video và tạm biệt. Bye bye.